À, chúng ta tiếp tục với phần tiếng Anh lớp 8 Brian, bài số 5 Unit 5 5F Skill Chapter 77. Tiếp tục với bài 4, bài 5, bài 6, bài 7. Bài 4 của chúng ta là những vấn đề của thanh thiếu niên, teenager problem, những vấn đề của thanh thiếu niên. Chúng ta nghe và chúng ta lặp lại với cái exercise 4 trang 77 này. Chúng ta nghe máy đọc và chúng ta lặp lại nha. Exercise 4, page 77. Rồi, căng thẳng về kỳ thi này, bắt đầu học tập ở môi trường mới, tranh cãi với gia đình, người bạn, bị bắt nạt, nghiện mạng xã hội này. 1. Be stressed about exams. Exams. 2. Start at a new school. 3. Argue with family. Argue with friends. Argue with family. Argue with friends. Suffer from bullying. Suffer from bullying. 5. Be addicted to social media. Okay, read again. Be stressed about exams. Be stressed about exams. Be stressed about exams. Start at a new school. Start at a new school. Start at a new school. Argue with family. Argue with friends. Suffer from bullying. Suffer from bullying. Be addicted to social media. Be addicted to social media. Be addicted to social media. Ok, cái đầu tiên của chúng ta là bị căng thẳng với các kỳ thi này, bắt đầu học ở môi trường mới này, tranh cãi với gia đình, tranh cãi với bạn bè này, bị bắt nạt này, nghiện mạng xã hội này. Rồi bài số 5 của chúng ta sử dụng những cái hướng dẫn ở dưới đây, những cái hướng dẫn ở dưới đây và ý tưởng của chính bạn để đưa ra lời khuyên cho mọi người mà đang trải qua những vấn đề trong exercise 4. Ví dụ là cái này, join an after school club, là tham gia một cái câu lạc bộ sau giờ học. Tell your parents, tell your teacher about it, nói chuyện với bố mẹ hoặc giáo viên về nó. Spend less time online, dành bớt thời gian online. Talk to them about how you feel, nói chuyện với họ mà bạn cảm thấy như thế nào. Make a study plan with regular breaks, tức là lên cái kế hoạch học tập mà có cái giờ giải lao đều đặn. Answer stress about exam. You should make a study plan with regular breaks. Ok, khi mà chúng ta đưa ra lời khuyên ấy, thì chúng ta có thể sử dụng từ should hoặc là can. You should, you can, cộng động từ nguyên mẫu. Hoặc là why don't you, cộng động từ nguyên mẫu. How about, cộng động từ thêm in. Đó là chúng ta cách mà chúng ta đưa ra những lời khuyên. Thì để làm bài này thì chúng ta có thể chọn một cái ý để chúng ta làm. Rồi, chúng ta có thể làm cái bài này. Đây. I'm worried about starting at a new school. You should try and enter an after school club to make new friends. Tôi lo lắng về việc bắt đầu học tập môi trường mới. Bạn nên tham gia một cái câu lạc bộ sau giờ học để mà kết bạn mới. Rồi, I usually argue with my family and my friends. Tôi luôn luôn tranh cãi với gia đình và bạn bè. You can talk to them about you, how you feel. Bạn có thể nói với họ về cái cảm xúc của bạn. I suffer from bullying. Tôi bị bắt nạt. Why don't you tell your parents or your teacher about it? Tại sao bạn không nói với bố mẹ hoặc là giáo viên của bạn về vấn đề này? I think I'm addicted to social media. Tôi nghĩ là tôi bị nghiện ngập với mạng xã hội rồi. How about spending less time online? Bạn hãy dành ít thời gian online. Chúng ta tiếp tục với bài số 6, bài listening. Hãy nghe bản hội thoại giữa Susie và Ami về cái vấn đề của Susie nha. Câu 1, Susie có vấn đề với ai? Sister, friend, parent, teacher. Câu 2, Susie và bạn bè của cô ấy thường. Câu A, bị bắt nạt. Câu B, kết bạn mới. Câu C, gặp mặt ở trường. Câu D, cãi nhau. Câu 3, bạn bè của Susie không thích cái gì giống như của cô ấy. Câu 4, Susie mô tả tính cách của cô ấy như thế nào. A, nhút nhát. B, tốt. C, can đảm. Và D, là thân thiện. Câu 5, Ami khuyên Susie như thế nào? Câu A, tham gia một câu lạc bộ thể thao. Câu B, tham gia một câu lạc bộ mỹ thuật.
nghệ thuật. Câu C, tập thể dục ở phòng gym. Câu D, gặp cô ấy 2 lần một tuần. Bây giờ chúng ta nghe và chúng ta khoan. Ta nghe. Exercise 6, page 77. Hey Susie, what's wrong? Did you argue with your parents or sister again? No, it's not that, Amy. I didn't argue with them. It's my friends at school. Are they bullying you? You should tell the teacher if you're suffering from bullying. They aren't bullying me, but we argue a lot. And we just don't enjoy the same free time activities. You could try to make new friends. You're right, but it's not easy for me. You know I'm shy. Okay, I understand. But you should be brave and friendly, Susie. There's no other way. You need to find other friends. But how? Well, why don't you join a sports club? No, I don't need any more exercise. I know. There's an after-school art club that I could join. They meet twice a week. That sounds great. I'm sure you'll meet some nice people there. Rồi, câu 1 là B, câu 2 D, câu 3 C, câu 4 A và câu 5 A. Chúng ta sang bài số 7 luôn. Vấn đề nào trong bài số 4 là bạn cảm thấy căng thẳng nhất? The problem make me stress the most is to start at a new school because I'm very shy and I don't know how to communicate with other people. Cái vấn đề mà làm cho tôi căng thẳng nhất đó là bắt đầu học một ngôi trường mới bởi vì tôi rất là nhút nhát và tôi không biết giao tiếp, cách giao tiếp với người khác. Okay. The problem make me stress the most is to start as a new school because I'm very shy and I don't know how to communicate with other people. Thì chúng ta có thể viết như vậy nha.